Lộ 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 chim sẻ gọi đại bàng. Ok, ok. Sao sao hôm nay chú quỷ đẹp thế, hôm nay tí mộng mơ đẹp thế. Ok, biết chú qua mình là Linh đây, cũng một thời gian khá là dài rồi mình không trở lại với chú ít. Đáng lý ra ấy thì là mình muốn một sự comeback trở lại khi mà cái bản Unity nó trở về ấy, thì mình sẽ quay trở lại, nhưng mà nó đợi lâu quá, nó tận ngày 27 cơ, nên là thôi hôm nay quẩy luôn. Bữa nay thì mục đích chính của chúng ta là sẽ được review cái khăn màu tím của mình. À không phải, và cái cờ lê của mình. Đấy. Cái này mình không biết đập của gì. À nó phun kiểu này ạ. Nó đập xuống em. Ok. À, chạy đâu em ơi. À. Ơ chị, nó bị lag. Ok, để xem cái vũ khí này của chúng ta sẽ như thế nào. Quả cờ lê này hình như là sẽ... từ từ anh ơi, mẹ mày, sao méo đâu mà đông vậy, kinh vãi trưởng. Rồi nói chung là hôm nay em thấy cái khăn của mình nó đẹp thì anh em khen giúp mình cái, mấy khi mình đeo đâu ra là trời lạnh rồi. Thế bảo là chỗ anh em miền Nam thì nóng nóng nên là chỗ mình thì chuối nó sun hết cả bà rồi. Nhưng mà kể ra mình thích trời lạnh hơn anh em ạ. Trời lạnh được thì được. Ủa. Úi giời. Đấy rồi. Mày chạy này con trai. Mẹ mày. Cái này vụt khó khó làm gì anh em ạ. Nó đứng theo chân trái này. Cầm dây nhá. Em mình nhá. Cái động tác đầu tiên này. Đấy. Cái động tác đầu tiên thì nó rất là nhanh. Nhưng mà cái phát thứ hai của nó lại chậm chậm. Thế nó vì rượu vậy. Đó. Chờ đấy. Mẹ mày. Kinh vãi trưởng. Ủa mày bắt nó đuổi rồi kia. Ôi. Ui không kịp đập đạn. Mẹ cái khẩu súng này. Mình cứ tưởng nó thay đạn nhanh lắm cơ. Ghê đấy. Ok hai thằng. Cân chế của nó rất nó khá là ảo. Mình không biết, mình chưa nói đến là nó mạnh hay không nha. Nhưng mà hai cái phát chém của nó rời rạc nhau lắm. Kiểu nó một cái chém nhanh, một cái chém. Cái phát thứ hai là nó cực chậm. Ok. Mình xin, cảm ơn bạn nha. Chạy thôi. Cái khẩu P90 Hero này ghét ở cái chỗ là khi mà cái thời gian hóa heo này. Anh em không dùng chức năng đặc biệt được, bởi vì bấm E cái này là hóa heo mẹ luôn. Thế mà khốn nạn. Ai. Chạy. Ui. Mẹ. Heo một sao rồi em ạ. Em đừng quên cho mình cảm nhận về cái khăn à không. Cái cờ lê. Cái này mình không biết là anh em có phải nạp không. Mày, một sao này. Kìa. Một sao, một bố mới sợ. Ê. Mày bay này. Chết rồi kìa. Ok, mình tới top 3 rồi, ok, mình sẽ cố gắng lên top. Đây, như này. Cái động tác của nó gõ là dự để mình sẽ thử lần này mình sẽ thử gõ đặc biệt xem nó như nào, nó có mạnh không. Sao chưa gì đó mà mày tuyển tôm vào đây kia. Ô mẹ cha này. Hôm nay đeo cái khăn mới này là cảm giác nó vẫn không may mắn lắm ấy nhỉ. Đây rồi. Đấy. Khăn tím mà gặp đầu to cũng tím tím như này là đúng bài luôn này. Ok. Nào. Trời ơi. Khốn nạn vãi trưởng ra. Mày tối nay mày ngủ không yên đâu con ạ. Tối tao ám mày bằng chết con ạ. Đây rồi, tối tao hết em rồi. Có mỗi con Zom thôi thì cho cận chiến mẹ đi. Nhớ anh em ạ, có khi là nếu mà cái bạn Unity về ấy, thì mình sẽ bắt đầu stream cho anh em. Mình sẽ stream để review ấy. Thì trong thời gian đấy thì không biết là vào hôm thứ mấy nhỉ. Nếu mà nó vào giữa tuần thì lại khó, bởi vì anh em không xem được ấy. Ủa. Phải cả trưởng thật. Cái khẩu này nó thấy đạn chậm ấy. Nó đầu mình nghĩ là nó nhanh. Đấy. Chính ra là lâu, nó các bạn thì nó nhanh hơn cái khẩu P90 GP, thay đạn nhanh hơn đấy.
lúc đó anh em phải tranh thủ cái phát đầu tiên, cái phát đầu tiên là nó chém nhanh mà, nên là quả đây chăm trúng mấy con nháy là cũng được. Ok. Ê, nhưng mà tính ra ấy, tính ra là mình từ đấy giờ mình cận chiến toàn bằng chuột trái hết đấy, bằng phát thứ hai chứ không phải cái phát thứ nhất hầu hết là mình chấm trượt, cái phát thứ hai này kiểu nó chém chậm chậm này nó lại trúng, phê vãi, ngon phết đấy các bạn, cận chiến rau rất là phê. Hết bộ đồ ấy rồi. Pew. Pew. Ui, có chú quỷ đã dình mình vào đây thôi. Mẹ vậy, mày tao ngám mày chắc. Nào, hai bé luôn. Đây, bây giờ hôm nay là với cái khăn một tí mộng mơ này mình sẽ tiêu cân của chú quỷ luôn cho anh em xem. Trong phòng này chỉ có thế, chỉ tao có thể có màu tím nữa mày hiểu không? Chết thật đấy. Ôi, em đừng quên like nhé. Để xem là đợi, một là đợi Unity về này, xong rồi không biết là bản cập nhật này vũ khí mới thì nếu mà cái nick của em này em có thì mình sẽ review cho anh em, còn không thì chắc cũng chịu thôi. Anh em nào có vũ khí mới thì có thể cho mình mượn. Yeah. Thank you anh em rất nhiều. Bùm. Khỏi để bắn thì phê thật. Bắn thì không nhận hay. Úi giời. Ủa. Phải tí hẹo. May quá. Rồi đâu hết rồi. Mình đang tính thử chức năng đặc biệt của nó sẽ được bao nhiêu máu. Đây. Kìa qua đây. Rồi ôi. Đâu ra bé nào ra đây để anh thử cái nào. Đây à. Khó quá. Zom thì ít. Được cái là cái động tác trốn á. Thằng bé trốn. Đầy thì trốn. Qua đây. Đấy. Nào. Mày đuôi. Cái phát thứ hai của nó chính ra là cái phát ảo nhất anh em ạ, kiểu nó chém nó không theo quy tắc nào cả nữa. Nhiều thằng dân nó hay bị lừa ấy. Nãy giờ tôi cầm chiến vào kiểu đấy, hay vãi. Chính ra là ngon đấy các bạn. Không cùi lắm. Ui, do tuyển chủ của mẹ rồi. Ui, trận đấy. Đấy, cái động tác của nó cũng hay. Ừ, mình sẽ thử. Ô vãi. Ôi, thằng này nó nhả súng VIP của mình rồi. Mẹ thôi cho nó luôn rồi. Thằng dâu con nó nhanh tay thế. Đấy, cái động tác của nó kêu khi mà nó rút vũ khí ra hay nhỉ. Nó tung lên. Đấy, khẩu này thì không phải thế đạn luôn. Bắn bạo bao phê. Ui. Cái trò này bắn kinh thế. Nào, chạy bắn đây. Ờ, chính xác là thỉnh thoảng anh em ạ. Thỉnh thoảng mà chơi truy kích lại thì nó lại hay. Kiểu cảm giác nó hứng thú hơn ý. Chứ anh em chơi ngày nào cũng chơi. May cho mày nhé. Chứ ngày nào cũng chơi, ngày nào cũng quay clip truy kích thì kiểu nó thành nhạt ý. Kiểu nó cảm giác nó phải nói là nó chán. Chứ mình cách tuần hơn tuần rồi mình cũng không chơi. Bây giờ mình chơi trở lại cảm giác nó sướng lắm. Nó có cái gọi là cảm giác mới, cảm giác lạ hơn ý. Sao được review vũ khí mới nữa. Phê không chịu được. Nó bị top 2 rồi. Top 1 nó còn Death Trigger rồi sao vậy? Khó. Ui đồng đấy. Chết mà. Nào. Khô máu mày. Khô máu mày. Ui không chết kìa. Ui. Gõ hình như mắt có 300 mấy rồi anh em ạ. Nó không đau lắm đâu. Thế thì thả cái này bắn nháy ra xong rồi đập chuột trái ngon hơn đi. Kìa. Ê, thằng Death Trigger này này. Úi dồi. Khiếp. Death Trigger nó bắn như kiểu bắn con luôn thật. Nó bắn nó không ngại bố con nữa nào. Sao rất là thằng top này. À nó hẹo rồi.
Ok, bóng ma. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nói chung là kiểu cái vũ khí này nó kiểu nó lạ lạ thôi, chứ nó chả thuộc kiểu dạng mạnh hay là nó chả chém nhanh. Thì cũng anh em có cảm nhận được rồi thì đừng quên like ủng hộ mình. Yeah. Bye bye.